ngày 1 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính đến nay, thành phố đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước. Trước đó, ngày 28 tháng 9, một bệnh nhân nam, 34 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu với các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Một ngày sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ. Bệnh nhân hiện đang cách ly điều trị. Theo HCDC, trường hợp bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ trước đó tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân thứ 3, hiện vẫn được cách ly điều trị, sức khỏe ổn định. Ngoại trừ một người tiếp xúc gần với người này tại Bình Dương đã mắc đậu mùa khỉ thì những người tiếp xúc còn lại chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Sáng ngày 1 tháng 10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 tử vong. Theo đó, bà M đưa con gái từ tỉnh Bình Thuận vào Thành phố Hồ Chí Minh để nhập học thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Sau khi tai nạn xảy ra, bà M cùng 3 nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán để sơ cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bà M nhập viện trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống, tràn máu màng phổi trái. Mặc dù được các y, bác sĩ của hai bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, bà M không thể qua khỏi. Đây là nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20. Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin Công an tỉnh Đồng Nai sẽ mở rộng điều tra xác định rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi và những người khác liên quan đến vụ tai nạn làm nhiều người thương vong. Công an sẽ mời chủ nhà xe Thành Bưởi tiếp tục làm việc để tiếp tục quán triệt các lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Nhật Bản và các đài khí tượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngày 30 tháng 9, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão Coinu. Sáng nay, ngày 1 tháng 10, bão Coinu hoạt động ở tọa độ khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc và 129,5 độ Kinh Đông, di chuyển với tốc độ khoảng 15 km/h. Đến chiều ngày 1 tháng 10, tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc và 128,8 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Từ ngày 3 tháng 10, bão Coinu được dự báo là rất mạnh và có thể đi vào khu vực Bắc Biển Đông sau vài ngày nữa. Các đài khí tượng quốc tế nhận định, bão Coinu di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc nên sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, bão sẽ đi vào khu vực Bắc Biển Đông sau vài ngày nữa, trở thành cơn bão số 4 năm 2023. Ngày 1 tháng 10, Hòa Thượng Thích Châu Quang, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kiêm trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, xác nhận một người đang tu hành tại chùa đã có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Theo Hòa Thượng Thích Châu Quang, vị sư thầy gây rối trên là ông T, tu hành tại chùa được 10 năm, bị bệnh thần kinh phân liệt. Hiện chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an đưa ông T vào bệnh viện tâm thần để điều trị, Hòa Thượng Thích Châu Quang cho biết. Trước đó, tối ngày 30 tháng 9, trên mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh ông T mặc đồ tu hành, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố. Tiếp đó, ông T còn chặn đầu xe ô tô gây gỗ, đánh nhau với người đi đường. Hòa Thượng Thích Châu Quang cho biết thêm, ông T có tiền sử bệnh tâm thần, lâu lâu lên cơn quậy phá. Sau vụ việc lần này, nhà chùa sẽ báo cáo cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng cho thầy T về nhà của mình, Hòa Thượng Thích Châu Quang nói thêm. Được biết, năm 2019, ông T từng lái xe máy và dùng gậy đập vỡ kính ô tô của người đi đường tại thành phố Buôn Ma Thuột gây xôn xao dư luận. Sau đó, cơ quan công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khởi tố bị can đối với ông T về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.